Hello các bác nhá. Xin mời các bạn anh em hành Nguyễn đang viết một bộ hát cho em Xuân ở Hưng Yên, thì bao gồm một đẩy MTV 850 với chiếc vàng số cao cấp S750, một bộ mic DB Acoustic là một đất quản lý nguồn lớn tiếng, và đôi loa Motivity. Nhà em nó có đôi loa DB Master 25 rồi. Tất cả nhá. Giống đã phải rồi. Rất hay nhỉ. Cho tôi xin cơn sóng chế sâu vào, đừng quay ra khơi cho tình phai. Về dòng loa Moti mà ghép chuẩn hay lắm nhá. Tiếng nó rất trong trẻo. Một bộ mic DB Acoustic 5 MHz này. Và số cao cấp này, đẩy Motivity 50 hát cực phê luôn. Máy bằng hát để hò. Lên bậc hai xin, cho tôi xin em tắm gió trong chiều. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng xa khơi. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ về sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đến đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng tách xa cho đi buồn ngấm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Đấy, và em lại tiếp tục xem con vang số cho anh Tuấn ở Hải Phòng. Cậu con này còn trùm cuối đây, S800 hay mỹ bạn con này vật nó. Có phê người, 2678 9 10 Duy Quỳ. Bảo thành cho em rồi nhá.